chào các bạn quay trở lại với kênh bếp cô Minh. Cô Minh đã nhận được những cái lời yêu cầu của các bạn là mong muốn làm được một ổ rau câu Vân Thủy thiệt là đẹp. Muốn làm ổ rau câu Vân Thủy đẹp như thế nào thì hãy cùng vào bếp với cô Minh nha. Để làm món rau câu Vân Thủy thì mình sẽ cần trước tiên là 50g là bột rau câu giòn nè, 400g là đường phèn. Ngoài ra thì mình sẽ cần đến là nước cốt dừa, sữa đặc, rồi cà phê, nước cốt lá dứa. Lát hồi khi mình làm thì cô mình sẽ nói làm sao để mình lấy được cái nước cốt lá dứa cho nó đậm đặc giống như là bây giờ cái chén của mình đã để sẵn nha. Rồi trước tiên thì mình sẽ chuẩn bị với 50g bột rau câu thì mình sẽ cần đến là 2 lít nước thì mình sẽ để sẵn lên bếp. Và mình cho luôn đường vô để cho đường được tan ở trong đây. Mọi người lưu ý là cô mình đang sử dụng là rau câu giòn chứ không phải là rau câu dẻo. Thì mình có thể sử dụng bất kỳ loại rau câu nào cũng được. Cái rau câu mà cô mình đang sử dụng đây là rau câu của Việt Nam, nên là mọi người sẽ rất là dễ mua bất kỳ ở siêu thị hay ở đâu cũng có hết. Và nước thì mình để ấm ấm như vậy để cho đường được tan ra. Và mình sẽ cho luôn bột rau câu vô trong đây. Cái bột rau câu thì mình cho từ từ thôi, mình không nên cho nó quá nhanh tại vì mình đang cho cái dạng bột như thế này. Nếu như mà ai không quen á, thì mình có thể là thay thế một nửa là đường phèn và một nửa là đường cát, thì mình sẽ lấy đường cát mình trộn chung với lại bột rau câu và mình cho vô nha. Đó, mình rắc từ từ vô như thế này. Nếu như mọi người không quen thì mình cũng có thể là ngâm sẵn rau câu trong nước rồi mình bắt lên bếp luôn cũng được, không sao hết, cách nào cũng được hết á. Cái cách mà mình cho vào trong nước ấm như thế này á, thì khi mà mình đổ rau câu á, thì rau câu nó sẽ không bị chảy nước. Nên là lý do mà tại sao mà cô Minh phải sử dụng với cái cách là mình sẽ cho vào trong nước ấm như thế này. Đó, bột rau câu nó tan hết hoàn toàn ở trong đây như vậy. Và khi nước ấm á, thì nó sẽ tan dễ hơn là mình cho vào ngay từ lúc ban đầu. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho vô nè một vài cọng lá dứa để cho nước của mình nó sẽ có mùi thơm nhẹ. Khi mình nấu bằng đường phèn á, thì nó sẽ có một cái nhược điểm là nó sẽ có những cái cọng chỉ ở bên trong cái phần nước của mình. Thì lát nữa khi bắt đầu nó sôi lên đó, thì mình có thể dùng cái rây mình vớt nhẹ hết, vừa lấy lá dứa ra và mình sẽ lấy luôn được những cái cọng chỉ ở trong đó ra luôn nha. Trong thời gian mình chờ rau câu thì mình sẽ pha nước cốt dừa nè với lại là sữa đặc. Thì nước cốt dừa thì mình có thể là sử dụng bằng nước cốt dừa lon hay là mình sử dụng bằng nước cốt dừa tươi đều được hết. Nước cốt dừa tươi thì mình sẽ mua về mình sẽ phải bắt liền và mình để vào ngăn mát tủ lạnh liền chứ mình không nên để bên ngoài. Tỷ lệ để mà mình pha nước cốt dừa chung với sữa đặc thì mình nên có tỷ lệ để cho nó ổn định hơn. Thì mình cứ xài là 2 phần nước cốt dừa thì 1 phần là sữa đặc, mình quậy đều lại với nhau. Thì khi đó mình muốn cho nhiều cho ít thì lúc đó mình sẽ tự pha vào trong những cái phần rau câu của mình nha. Mình sẽ đổ cái nước cốt dừa vô đây. Rồi, đây là sữa đặc. Mình sẽ hòa tan hết tất cả lại với nhau. Đây là cái hỗn hợp là nước cốt dừa với lại sữa đặc. Mình sẽ để qua một bên. Và tiếp đến là mình sẽ pha cà phê. Với rau câu Vân Thủy thì bếp của mình sẽ làm đó là có vị của cà phê nè, vị của lá dứa nè. Thì cái lá dứa đó mình cũng sẽ phải xay và mình để đậm đặc như thế này. Cái bột cà phê thì mình có thể là sử dụng cà phê mình hòa tan ra, hoặc là mình có thể là mình pha cà phê rồi mình để sẵn đều được hết nha. Bột cà phê hòa tan thì cũng là tùy là cái độ mình đậm đặc mình muốn là nhiều cà phê hay ít cà phê, đó là do cái tỷ lệ của mình hết. Bếp của mình thì thích sử dụng cái bột cà phê hòa tan hơn, nó nhanh hơn và cái mùi vị nó cũng rất là dễ chịu. Và lưu ý là mình sẽ phải lấy nước chín nha, không nên lấy nước chưa nấu chín lên vì mình sẽ pha trực tiếp vào trong rau câu hết, nên không thể nào mà để cái phần nước mà mình sử dụng nước chưa chín thì mình ăn nó sẽ không có tốt nè. Rồi nhắc lại lá dứa, làm sao để mà mình lấy được nó đậm đặc như thế này thì không phải rằng là mọi người ai cũng làm được cái màu xanh như vậy đâu. Mình lấy cái này là hoàn toàn là từ lá dứa mình xay ra, chứ mình không có sử dụng thêm màu thực phẩm vô. Và mình muốn lấy được đậm đặc như thế này nè thì mình sẽ phải mua lá dứa trước một ngày, sau đó thì mình rửa sạch để cho héo cái lá xuống và mình sẽ xay ra, vắt lấy nước để trong ngăn mát tủ lạnh một đêm. Sau một đêm thì nước sẽ lắng xuống và mình sẽ lấy cái phần đậm đặc ở bên dưới như thế này nè để mình cho vào trong cái phần rau câu của mình nha. Rồi của mình cũng nhắc lại là ở đây là 50g bột rau câu của Việt Nam. Thì mình đang sử dụng ở đây là khoảng 2 lít nước cho đến 2 lít 2 nước, tùy là ai muốn cái độ giòn nhiều hay là ít thì mình có thể điều chỉnh được ở cái lượng nước của mình. Còn nếu mọi người sử dụng bằng cái rau câu giòn mà của Thái á, thì cái loại đó thì mình cái lượng nước sẽ phải tăng nhiều hơn. Thì thường mà nếu 50g là mình phải xài đến là 3 lít nước lận. Nên là tùy mỗi loại rau câu á, thì mình sẽ phải điều chỉnh cái lượng nước lại cho nó phù hợp. Sau khi nước rau câu mà mình nấu á, nó sôi lên khoảng chừng cỡ 10 phút
mình thấy rau câu là đã tan hết hoàn toàn ở trong cái phần nước rồi, thì lúc này nè mình sẽ vớt hết những cái lá dứa ra. Ở trong đây có những cái cọng chỉ á, thì mình nhớ là mình sẽ vớt ra hết cho nó sạch để nó không có bị cái rau câu của mình nó có những cái sợi chỉ nó không đẹp nha. Còn nếu mình sử dụng bằng đường cát thì nó sẽ không có những cái cọng chỉ như vậy đâu. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ phải đổ mỗi lớp theo xem như thế nào để ra cái vân thủy nha. Mình sẽ phải pha những cái chén như thế này. Ở đây thì mình sẽ làm một chén màu nâu, ở đây mình làm một cái chén màu xanh, và ở đây sẽ là cái phần nước sữa và nước cốt dừa chung vào đây. Mình cũng không nên múc quá nhiều mình đổ không kịp á thì nó cũng không có đẹp. Nếu ai không thích cà phê thì mình cũng có thể là làm lá dứa không cũng được. Còn phần bên này là mình sẽ cho cái hỗn hợp sữa đặc và nước cốt dừa mình múc vô. Mình quậy như vậy để cho nguội bớt cái hỗn hợp sữa cũng như là cà phê. Chứ mình cũng không có nên để nó đang nóng quá mà mình chế vô thì nó cũng sẽ không có tạo được cái vân đẹp. Trước tiên là mình sẽ đổ một cái lớp trong ở bên dưới, mình tráng mỏng hết như vậy. Tiếp đến là mình sẽ cho cà phê vô, lá dứa. Mình để một tí xíu cho nó nguội xe nhẹ, bắt đầu mình mới đổ cái lớp phần sữa mà mình pha với lại nước cốt dừa lên. Và mình cứ làm như vậy xen kẽ, thì lát hồi mình sẽ đổ đến lúc nó nhiều hơn thì cái cách độ mình đổ nó sẽ thay đổi một tí xíu để cho nó có những cái vân được đẹp hơn nha. Rồi bây giờ nè, tới lớp cuối mình cũng cứ tiếp tục y như vậy mình đổ. Đó, mình đổ từ cái thành nó ra như vậy là tự nó sẽ loang ra. Và mình cũng canh cho cái rau câu của mình nó đừng có quá nóng, thì mình sẽ đổ nó sẽ đẹp. Thì với một cái công thức của mình thì nó được một cái khuôn như thế này luôn. Rồi bây giờ thì mình còn một ít là cái phần màu của lá dứa nè, mình cứ cho tiếp vô cho hết, cứ tận dụng cho hết tất cả những cái phần còn lại vô đây. Ở phía trên này thì mình có thể dùng thêm cây đũa mình quậy nhẹ đó, để cho có thêm những cái vân ra. Đó, thì với cái cách này mình làm xong thì mình để trong ngăn mát tủ lạnh là nửa ngày là cái phần rau câu của mình nó sẽ đông cứng hết hoàn toàn. Bây giờ thì hãy cùng với cô Minh chờ cho nguội rồi mình sẽ cắt ra và cùng thưởng thức nha. Sau 2 tiếng thì rau câu của mình cũng đã khô hết rồi nè. Đó, nó có những cái vân thủy như thế này nè. Đó, thấy không? Như vậy thì ta đã có được một cái công thức đổ rau câu vân thủy thật là đẹp mắt cũng như là ngon miệng nè. Hy vọng là công thức này sẽ cho các bạn được một cái trải nghiệm mới hơn cho những cái món rau câu của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh Bếp Cô Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.